Này, người đứng lại đó. Để ta gọi mọi người đến nhé. Cô ở đây chờ nhé. Đã tìm thấy mạch nước chưa? Tìm được nguồn nước rồi. Tìm thấy nước rồi sao? Đăng Huynh làm gì có việc gì mà không làm được chứ? Đúng vậy đấy. Thế mới nói, làm sao mà tìm được vậy? Ở ga trên giúp đỡ đấy. Nào nào, chúng ta đi lấy nước thôi nào. Lấy nước thôi nào. Lấy nước. Cuối cùng cũng tìm được nước. Sao cô lại đi từ đó ra? Vậy muốn ta đi từ đâu? Ôi, tỷ đã vất vả nhiều rồi. Vừa nào, tỷ phải đi lấy nước đấy. Vâng. Ngài nói, ngài vừa gặp Gachin sao? Người xưa nói có thể kéo ngựa đến bên hồ, nhưng không thể ép nó xuống nước. Vì thế Gachin thấy khát nước, bạn ta đã cho một ít muối. Băng chủ, xin người hãy giết tiểu nhân và bỏ qua cho Gachin đi ạ. Ai giết ai cơ? Ta đang cố để cứu người mà. Nếu muốn cứu hai anh em sinh đôi, cuối cùng Gachin sẽ phải cầm kiếm lên thôi. Dừng lại. Là tên bang chủ sai các ngươi làm việc này phải không? Ta không biết. Bang chủ gì cả. Đúng vậy. Chúng ta chỉ là trộm vặt thôi. Trương Trúc Bàn đã giấu thích khách ở đâu? Thích khách sao? Thích khách gì? Sao ông cứ hỏi chuyện mà bọn ta không biết thế? Dừng tay lại. Ta sẽ giết người đấy. Ta sẽ giết người. Làm ơn, đừng làm vậy. Để xem ngươi có thể trụ lại tới bao giờ. Vì có vẻ ngươi bị thương không ít đâu đấy. Người nên hồi giá về tổng cung đi. Khi muốn ngủ, cháu sẽ đi ngủ. Nếu người mà đổ bệnh thì sẽ thành mối lo ngại cho cả đất nước ạ. Hoàng hậu, nàng có còn nhớ công chúa không? Công chúa là sao ạ? Người đang nhắc tới ai vậy ạ? Ý ta là Biêng Găng, đứa con gái trẫm thương yêu nhất trên đời, đứa con mà trẫm đã mất. Sao đột nhiên người lại nhắc tới công chúa vậy? Ý của người là gì ạ? Hôm nay chậm bỗng nhiên nhớ về con bé. Kể từ khi người thấy ảo ảnh thì trong lòng luôn thấy không yên. Người cần phải nghỉ ngơi thêm đi ạ. Thần thiếp sẽ cho người chuẩn bị thuốc. Thôi khỏi. Thay vì thuốc thì chậm cần một câu nói của nàng hơn. Thôi bỏ đi.
Công chúa vẫn còn sống ạ. Thần sẽ tìm cách đưa công chúa an toàn trở về. Khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, xin bệ hạ hạ chỉ. Đây là nước sao? Nước, nước sạch thật đấy. Đa nào uống thử đi. Ôi trời ơi, phí phạm quá. Đổ cẩn thận vào đấy. Ôi trời, lâu rồi mới có nước như thế này. Dê ơi, ôi trời, người uống nhiều vào nhá. Này, ngài cũng uống một ly đi. Cậu ấy đã mang nước về cho thôn rồi này. Không ngờ con trai của tướng Ân Nhát lại cứu mang ngươi. Nhân duyên con người đúng là thật tình cờ. Ngài đã biết từ khi nào vậy? Dù biết rõ ta là ai, nhưng ngài vẫn cử ta đi đúng không? Nếu con gái lại giết hại phụ thân, thì Goguryeo sẽ rơi vào hỗn loạn không thể khống chế được. Đó là những gì mà ta muốn. Sao ngài dám? Giết ta thì rất dễ, nhưng cả Dâm Điếc cũng không thể bình an vô sự đâu. Có lẽ giờ hắn đang cạo muối, vừa đang ngắm trông ngươi nhỉ. Ngươi đã nghỉ ngơi quá lâu rồi, giờ hãy về lại căn cứ của chúng ta thôi. Ta đã nói không muốn làm sát thủ nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn trở về bên tên vua không gian vua đó và sống như một nàng công chúa à? Ta đã từ bỏ thân phận sát thủ và cả công chúa. Ta chỉ muốn sống an nhiên giữa rừng núi thôi. Ở đây toàn là những kẻ đến chết cũng không dám chết, phải hèn hạ sống chui sống lùi. Thế mà ngươi lại nói muốn sống như vậy ư? Đừng làm trái số mệnh của ngươi. Kể từ khi ta tu nhận ngươi, thì ngươi đã phải mang sứ mệnh lật đổ Goguryeo. Ngài hãy quay về đi. Nếu để dân làng bắt gặp, thì ta sẽ rất khó xử. Xem ra ngươi sợ rồi. Ngươi sợ phải đối diện với tội ác của tên vua và sự mục nát của đất nước này sao? Lần này sẽ không còn máu chảy nữa đâu. Tuy ngươi đã tìm thấy mạch nước, nhưng vẫn chưa tìm ra đường sống. Tarazan và Tarajin đang bị Goguryeo bắt giữ. Vì đi tìm ngươi và làm nhiệm vụ thay ngươi, chúng mới bị như vậy. Ngươi hãy tự mình quyết định đi. Tiếp tục ở lại đây đấu cơ, hay trở về Trân Trúc Bang. Nguyên tắc trị quốc cũng giống như đá, có sức nặng không lay chuyển. Ngoài ra, nguyên tắc trị quốc cũng giống như cả đạo trời, không thể đo được độ sâu của nó. Là do bài khó hay do trận đáng sợ? Không đâu ạ. Nhi thần chỉ là con hơi không quen với phụ hoàng khi không say lắm ạ. Thế tử. Vâng thưa phụ hoàng. Con có nhớ hoàng tỷ của con không? Hoàng tỷ sao ạ? Con không nhớ rõ lắm ạ. Trước khi hoàng tỷ đi vi hành, con nhớ tỷ ấy đã cho con ăn kẹo.
Kẹo à? Thì ra là vậy. Ôi, đẹp quá. Thấy hoàng hậu hài lòng như vậy, tiểu nhân vô cùng biết ơn. Có chuyện gì đâu? Ta đã nhận được món quà quý giá mà ta không ngờ tới. Ôi, phải làm sao đây? Cái này ta cũng thích, cái đó ta cũng thích nữa. Muội chọn cái nào mà muội muốn đi. Thật không ạ? Người nói mình tên là Mô Yong. Vâng. Ngươi có mắt chọn đồ rất độc đáo. Nhưng ta càng hài lòng với công sức ngươi bỏ ra cho hoàng tử hơn. Hoàng hậu quá khen rồi ạ. Ta vốn nghe quý nữ của Khanh cũng rất thông minh. Chắc là Khanh rất tin tưởng nó. Nó làm việc ở tiệm thuốc cũng rất có ích ạ. Nhưng nếu người để bên cạnh mình thì sẽ càng hữu ích hơn nữa. Chúng ta đã tốn quá nhiều tiền. Chỉ cần chi một nửa thôi cũng đã khiến bà ta hài lòng rồi. Một nhành cây chỉ đủ tạo nên khói. Nếu muốn tạo ra lửa thì phải đốt bằng củi mới được ạ. Còn nghĩ ngọn lửa đó có thể làm tan chảy trái tim của Gochuga, đó là người không dễ tin tưởng người khác đấy. Dù có là nam nhân giành được thiên hạ thì cũng chịu thua trước lời nói của người đầu ấp tay gối thôi. Vậy là tin đồn hai người đó tư thông với nhau là thật sao? Trong cung chắc chỉ có bệ hạ là không biết điều này thôi. Cha cũng không biết ư? Ôi trời ạ. Lại đang âm mưu chuyện gì mà họ lại tụ họp lại thế kia? Nhất định là phải sớm được Gochuga tin tưởng. Như thế chúng ta mới nhìn thấu được mưu đồ của họ. Công chúa vẫn còn sống sao ạ? Có đúng là sự thật không ạ? Đúng vậy. Ta chắc chắn. Gochuga, anh nghĩ thế nào? Nếu công chúa vẫn còn sống như lời nói, đây quả thật là một kỳ tích và ơn huệ lớn lao. Ai đã báo tin tốt đó cho hoàng thượng vậy ạ? Là ai không quan trọng. Quả thực là công chúa còn sống. Không biết chừng lại trở thành một nỗi lo đấy. Chấm gọi các Khanh đến đây là để nghe đối sách. Đây là việc mà toàn thể bách tính đều sẽ rất vui mừng. Sao lại là nỗi lo ạ? Đúng vậy, xin bệ hạ đừng bao giờ nói vậy. Thời điểm mà công chúa mất tích, có rất nhiều người đã phải chết hoặc bị thương. Một khi chuyện xưa tái diễn thì quả là một vấn đề nan giải. Thần sẽ ngăn chặn không để các tin đồn kỳ lạ lọt ra bên ngoài. Mong người đừng quá lao tâm. Vậy thì hãy tìm hiểu hành tung của công chúa cho trẫm. Tướng quân cơ. Vâng, trẫm sẽ tin tưởng ngươi. Vâng. Hẳn là hoàng thượng rất tín nhiệm con nên mới gọi cả con tới đây. Con cũng bối rối ạ. Dù như thế nào thì ta cũng thấy không thể tin được. Công chúa vẫn còn sống ư? Hoàng thượng đã nói đến như vậy thì được rồi. Sao cơ? Chắc người đang sợ công chúa còn sống và quay lại. Người con đã nhớ rõ giây phút độc ác nhất của cha mình. Lúc đó không còn là con nữa mà chính là thần chết.
Ta đã nghe Dan nói rằng hình ấy mới chỉ nói cho ngài biết thân phận thực sự của ta. Vì vậy ta có chuyện muốn hỏi ngài. Khoan đã, người ngồi đi. Lúc đó ngài và tướng quân Onyop đã ở lại làng đúng không? Đúng vậy. Vậy ngài có nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của mẫu thân ta không? Sau khi ta và Dan chạy trốn thì đã có chuyện gì xảy ra? Ta muốn biết chuyện đó. Đó là chuyện đã qua rồi. Giờ người muốn biết để làm gì chứ? Lẽ nào lúc đó Gugunpyo của bộ tộc Guryo, hắn đã tới đây ư? Hắn đã tới phải không? Tướng quân Gu, người mau rút quân về đi. Người nghĩ mình sẽ tàn mạng nếu sát hại hoàng hậu ư? Người đã hạ lệnh sát hại người chính là nhà vua. Dù ta có chết, ta cũng không tha thứ cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ không chiếm được Goguryeo đâu. Goguryeo vốn đã thuộc về ta rồi. Hoàng hậu, hoàng hậu đã chiến đấu cùng bách tính tới cùng. Cuối cùng người đã qua đời như vậy. Cảm ơn ngài. Đó là điều luôn vướng mắc trong ta suốt từ lâu. Nhờ ngài mà lòng ta đã nhẹ nhàng hơn. Công chúa, xin người hãy từ bỏ việc trả thù đi ạ. Có lẽ việc người tới được đây, quên đi ngày tháng trước kia, yên bình sống qua ngày là mong ước của hoàng hậu. Đan cũng đã nói điều tương tự. Xin ngài đừng lo. Người mau chóng lựa chọn đi. Người định tiếp tục ở nơi này nấu cơm hay quay trở về Trân Chu Bang? Xin người hãy từ bỏ việc trả thù đi ạ. Có lẽ việc người tới được đây, quên đi ngày tháng trước kia, yên bình sống qua ngày là mong ước của hoàng hậu. Trời tối mờ mịt thế này, cô ra ngắm trăng đấy à? Sao thế? Nếu có cần gì thì cứ nói cho ta đi. Ngày mai ta sẽ vào thành để bán da và thuốc. Cô có cần mua đồ gì không? Không có. Thật không? Vậy sau đó cô đừng hối hận đấy nhá. Đi cẩn thận nhá. Được rồi. Nhưng mà cô đấy, từ hôm qua đã thấy kỳ lạ rồi. Gì cơ? Chẳng nói chuyện mấy với ta, chỉ toàn đi dạo một mình thôi.
Cô bị sao vậy? Đừng có nói linh tinh. Tại như vậy khi nào chứ? À thì cô có gì không hài lòng với ta? Chắc người buồn chán lắm à? Mau vào đi. Ta sẽ ghi nhớ cảm giác này. Nè Jin à, người trong làng rất vui khi cô đến đây. Đừng nói chi là ta. Thế nên đừng có suy nghĩ nhiều. Mong rằng cô sẽ sống vui vẻ ở đây. Một sát thủ của ám sát Google Bill nhưng đã thất bại. Vì vậy mà tình hình của Goguryeo. Moyeon, con đang làm gì trong đấy thế? Chẳng phải con phải đi làm việc sao? Con cũng đang định xuất phát đây. Trong lúc con đang ở đây thì người khác đã làm xong vụ buôn bán rồi đấy. Tiền tài thất cái là sẽ mất. Chúng chỉ lại với người nhanh chân thôi. Chàng luôn luôn nhắc nhở con điều này, con đảo quên được chứ? Con đã nói chuyện xong rồi, bây giờ chỉ cần đi xem thôi. Nếu có chỗ nào không hài lòng, nhất định phải bắt hạ giá nhé. Đương nhiên rồi, cho dù có đẹp cũng phải hạ xuống. Tốt. Ta không cần gì cả. Chủ tiệm thuốc gì mà cũng đến quán rượu kiểu này vậy? Nghe nói nơi này kinh doanh rất tốt. Tiểu nữ đang cân nhắc về việc mua lại nó. Chỉ cần là việc có thể hái ra tiền thì cô đều không khước từ nhỉ. Thật lòng ta rất khâm phục ngươi đấy. Ta không ngờ ngài sẽ buồn bực đến mức uống rượu một mình đấy. Sự thật ngược lại đấy. Việc mà ta phải làm nhiều đến mức đầu ta muốn nổ tung lên đây. Có cần ta góp chút trí mọn cho ngài không? Sao? Ngươi tò mò vì sao ta được triệu vào cung à? Một khi ta tiết lộ với ngươi, ngươi sẽ suy tính xem mình nên đứng về phía bên nào nhỉ? Không có gì cả. Ngài phiền lòng vì chuyện của công chúa sao? Cô chủ gia thì muốn loại bỏ, còn tướng quân thì muốn bảo vệ. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Không phải chuyện của ngươi. Ta cũng không muốn như thế, nhưng có một chút để tâm. Bởi vì tướng quân đang rất khổ sở. Công chúa phải tự mình quyết định quay về. Là con gái của vua thì nơi người đó nên ở là kinh thành.
Ta nhất định sẽ làm thế. Ngài có niềm tin vững chắc thật đấy. Cái đó là lòng trung thành hay là tình yêu? Cả hai. Người nói sẽ có lúc ta phải lựa chọn, đúng không? Liệu ta có thể rũ bỏ tình cảm của mình để đi theo cha ta trên con đường đầy mùi máu tanh hay không? Người thông minh như vậy thì đoán xem, có phải có người thấy mùi máu tanh trên người ta không? Tướng quân. Phim được chiếu tiếp minh tại tv2.org. Phim được chiếu tiếp minh tại tv2.org. Vì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ nên con đã đi uống vài chén. Con vẫn chưa bẩm báo với hoàng thượng chuyện bị cách chức. Tướng quân đội phòng vệ kinh thành, nhờ công của con mà ta đã sống sót. Ngày mai trước mặt bách tính, ta sẽ lấy đầu của đám thích khách. Ba trăm kỵ binh và ngựa chiến, ta sẽ giao vào tay con. Dạ. Binh lực còn lớn hơn cả đội phòng vệ kinh thành, con có thể đảm nhận được không? Cha muốn con tấn công vào đâu? Ta xin lỗi. Chỉ một lần thôi. Mọi người hãy tha thứ cho ta lần này. Ngay khi cứu được bạn ta, ta sẽ trở về.